Đăng Tâm và anh Phan Đình Hùng xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tech TV Show thứ 100 được phát hình hàng tuần trên đài Sài Gòn TV băng tần 57.5, 51.3 Houston, Texas, Galaxy cho nước Mỹ và Canada cùng trên mạng internet saigontv.com và techtv.com. Chương trình hàng tuần Tech TV xin cống hiến đến quý vị khán thính giả gần xa những thông tin anh em chúng tôi lượm lặt về công nghệ dành cho giới tiêu thụ, cách dùng những dịch vụ trên internet, mạng xã hội, vân vân. Em xin chào anh Hùng. Chào Đăng Tâm và xin kính chào quý vị. Tech TV Show thứ 100 như Đăng Tâm cũng nói kỳ rồi, nghĩa là 99 không phải là ngừng từ đó mà mình đã nhảy qua tới 100. Giống như người ta nói cái kỳ mà năm 2012 gì đó là tận thế đó. 2000 anh, sao mình qua 2001. Đúng rồi, nhưng mà nghĩa là 99 xong rồi bây giờ thì nhảy qua 100 thì hy vọng là sẽ tiếp tới cũng là ít ra là 199. Thì Tech TV Show thứ 100 thưa quý vị được bảo trợ bởi công ty điện thoại T-Mobile chi nhánh tọa lạc ngay phía ngoài bên trái của thương xá Phước Lộc Thọ. T-Mobile có chương trình không cần hợp đồng, mua một smartphone cao cấp nhất, hiện đại nhất như là Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 2, HTC One, BlackBerry Z10, lấy một smartphone tương tự không cần phải trả tiền down. Phone dùng hệ thống GSM nên đi du lịch cũng khá tiện, quý vị có thể đem về Việt Nam cũng được. Công ty còn cho phép free text về Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong vòng 1 năm. Thì cái chuyện này là cái quý vị cũng biết, nếu mà mua cho mình hay là mua con em, nhiều người người ta dùng text còn nhiều hơn là dùng cái phone, cái voice. Thành ra cái này cho 1 năm mà free text về Việt Nam nó cũng khá hay. Và công ty có bán cả iPhone 5. Đón xem trong đầu phần 2 thì anh em sẽ giới thiệu thêm vài chương trình độc đáo của cửa tiệm T-Mobile bên cạnh Phước Lộc Thọ, số điện thoại là 714-773-3100. Anh Hùng, trời thì bắt đầu đã vào hè rồi thì rất nhiều khán thính giả chuẩn bị đi nghỉ hè. Thì anh có những cái lời khuyên có liên quan đến công nghệ để đưa đến quý vị khán thính giả để của Tech TV được không anh? Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn Đăng Tâm. Thì tôi cũng có nhiều người hỏi thắc mắc cái chuyện đó. Nghĩa là thưa quý vị, đời sống hiện tại của mình á, thì hiện tại hầu như là dính liền với công nghệ rất nhiều, như là lúc nào cũng phải mang có cái phone trong người, nhưng cái mang những cái máy móc mà thiết bị đi xa, có những nước họ dùng đồ cắm điện nghĩa là khác với xứ mình. Nó thành ra để ý dùm điện thì 220 thì có những chỗ là 110 thì nhiều khi là đem qua bên đó mà nếu mà nó không có chạy được thì nó làm cháy đồ của mình, thì để ý mấy chuyện đó. Rồi đi ra ngoài đường thì dễ bị hết pin. Đó, cái chuyện đó là một cái chuyện khổ thứ hai. Thì mà chả như vậy, đi tới đi lui cũng không có chỗ sạc ở ngoài đường, thì khi mà mình đi du lịch thì mình hay ra ngoài đường đi, thì cái đó là cũng một cái chuyện mà phiền. Thì quý vị cũng biết, cũng lại cái tiệm T-Mobile nha anh em, chúng tôi cũng vừa nói đó, lại cái chi nhánh ở bên cạnh Phước Lộc Thọ thì họ có bán rất nhiều những cái thiết bị accessory để mà cho những cái việc này, những cái sạc, những cái case mà để không có dính nước hay bị hư. Nhiều khi mình đi tới những cái xứ ẩm hoặc là đi ra ngoài biển thì quý vị cũng cần mua những cái món đồ ở đó. Và cái tiệm thì hiện nay cũng có, họ bán sale là 50% off, là nửa giá. Nhưng mà một chuyện thưa quý vị tôi thấy rất là quan trọng là cái vấn đề an toàn hay an ninh cho nhà mình khi mà mình đi xa. Và nhiều người thì ít để ý, nhất là những người mà đã sử dụng qua những cái mạng xã hội như là Facebook hoặc là Twitter, thì là cái chuyện đó nó quý vị để ý giùm. Đúng rồi, khi mà đi chơi với cùng gia đình thì ai cũng rất là hớn hở. Trên mạng xã hội thì quá dễ để chia sẻ những cái hình ảnh hoặc là check-in những cái nơi mình tới. Một phần giống như nhiều người thì cũng suy nghĩ đó giống như là một cái cuốn nhật ký của mình á. Mình check in thì tôi đã từng đi qua đây rồi, tôi có một cái bức ảnh chụp ở đây thì nó cũng hay, cũng rất là vui. Nhưng mà theo anh nói thì đó cũng là một cái sơ hở để cho những cái chuyện mà không có an toàn có thể xảy tới, không anh? Thật ra thưa quý vị, đối với tâm lý của ai cũng vậy đó, thì chỉ có mình đi chơi là mình vui thôi, những cái chuyện này làm cho mình thôi. Nhưng mà mình tình cờ thì mình muốn chia sẻ với người ta, người ở lại họ không đi được thì họ chắc là ít vui hơn. Nhưng mà mình chia sẻ để người khác coi chung thì cũng vui chung vậy. Thì mình nghĩ là họ vui chung, nhưng mà tôi cũng chưa chắc đâu. Thì tôi đang ngồi trên sở, tôi làm nó nóng nực khổ sở trên sở, sếp đang đì tôi như thế này, mà bây giờ cô cứ đưa hình tôi đi biển, tắm biển Hawaii rồi
uống nước vui vẻ thì tôi nhìn thì tôi coi mừng giùm thôi, nhưng mà thiệt ra tôi cũng hơi ganh một chút xíu đó. Nhưng mà đưa cả 100 tấm hình tôi coi thì riết được, tôi cũng hơi bực mình thưa quý vị. Ngán luôn đó, đó ngán luôn. Nhưng quý vị cũng biết là nếu mình không để ý thì đa số, nghĩa là đa số bạn bè tôi đó, tôi vẫn thấy là họ để cái public viewing, có nghĩa là khi mà mình đăng những tấm hình này thì mình cho cả làng cả xóm ai cũng biết hết, thì nhìn ở trên những cái status nó có cái hình quả địa cầu, có nghĩa là ai xem cho cũng được đó đó. Mà nếu mà họ thấy mà mình đi chơi, có nghĩa là mình không có mặt ở nhà mà cả gia đình mình đi chơi là không có ai ở nhà cả, thì tha hồ ai có vô cậy cửa lấy đồ thì cũng rất là dễ dàng lại biết bảo đảm là mình không có ở nhà, thì cái chuyện đó tôi thấy cái chuyện nó hơi để ý. Nhiều người nghĩa là đi rồi cái nói như vậy rồi riết về nhà rồi thấy người ta ăn trộm thì mới hỏi tại sao, phải không? Tại vì như mình đã khai cho người ta là mình đi chơi, cả nhà đi không ai ở nhà. Tự khai đúng không đó, anh? Đó. Như vậy thì mình phải làm sao để mà mình... Đó, phải biết là những cái gì mà mình để trên mạng xã hội đó thì nó có khả năng truyền đi rất là xa và rất là lẹ. Đó, nhiều khi mình chưa ý, nghĩa là không có phải là ai bạn bè của mình, nghĩa là đều tốt hoặc là nhiều người. Nhất là hồi nãy tôi nói, nhiều khi mình đưa ra cho public thì ai cũng thấy cái chuyện đó, thì nó có những cái program nó vô nó đọc và nó thấy nó có thể detect được mấy cái chuyện đó. Thì nhiều khi mình sơ ý lọt vào gian phi thì mình không có lợi ích gì đó. Thì đang tâm có hỏi khuyên phải làm sao, thì thứ nhất đó thì quý vị nên đem xem lại những cái thông tin mình để trên Facebook đó vô cái phần mà privacy, thì thường thường mình chỉ để là chỉ cho phép bạn của mình, những người mà mình đã chấp nhận là bạn thì mới được xem mà thôi, chứ không phải là để public đó. Đừng có để nghĩa là bạn của bạn, tại vì bạn của mình và bạn của bạn mình chưa chắc là bạn của bạn mình nó đã là bạn của mình. Thì cũng đừng có cho, tại vì nó có cái option là friend of friend á, nó cũng khá nguy hiểm đó. Họ là cái thứ nhất là nên tuyệt đối là không có để là công chúng nghĩa là public. Nhưng cái khổ đó là đang tâm cũng biết trên cái Facebook chẳng hạn, như chúng tôi cũng làm trên cái nghề truyền hình này đó, thì cũng muốn ai có nhiều fan, có nhiều người họ thích thì mình cũng phải là kết bạn với người ta, nhưng mà thiệt ra mình đâu có quen người ta nhiều gì đâu. Đúng, phải không? Thành ra thường thường thì cũng nhận ai cũng là bạn hết đó. Thì cái phương cách này thì nếu mà làm và check như là cái phần mà privacy nó là chỉ có bạn mình xem được thì nó cũng không có hiệu lực gì mấy, tại vì cũng đa số có ngàn người bạn thì mình thật ra mình đâu có quen hết đâu. Đó, mình đâu có biết người ta tốt hay là xấu đâu. Thì nếu mà mình muốn chia sẻ thì quý vị cũng biết có một cách hay, đang tâm cũng biết là mình có thể tạo nên một cái group, nghĩa là group gia đình, group những người bạn thân của mình thôi. Thì khi mà mình chia sẻ đó thì mình chia sẻ những cái tấm hình ở trong cái group đó, thì những người khác không thấy, hoặc là những người bạn mà nghĩa là mình quen biết sơ sơ thôi đó, thì họ cũng không có thấy được. Tại cái chuyện đó là hay, còn khi mà sau đó rồi mình đi về nhà, khi về tới nhà thì mình tha hồ mình để hình gì thì mình để đó đó thì an toàn hơn. Ở trên Google Plus thì cũng vậy, thì họ cũng có những họ gọi là cái circle đó, để cho gia đình hoặc là circle cho những người thân, thì mình để vào trong đó khi mà thì là real time đó. Còn mấy cái chuyện khác thì kiên nhẫn đem hình về nhà, đang trên đường về nhà đó thì hồi đó mới đăng, mà cũng đăng cũng đừng có nhiều lắm, tại vì tôi thấy có nhiều người đăng có 100 tấm thì cũng coi cũng mệt nghỉ. Coi mà cảnh thì cũng có nhiều đó mà cứ quay lại thôi mà. Nhất là tấm hình cùng một người, cùng một cảnh mà chụp tới 5-6 lần lận, mà lại để lên hết thì cứ lựa cái tấm nào đẹp nhất để đúng lên. Rồi quý vị muốn vô đọc thêm về cái những cái lời khuyên này đó thì chỉ cần vô cái trang mà facebook.com/safety, safety là an toàn đó, thì họ có thể cắt nghĩa thêm mà mình phải làm sao. Nhưng mà theo em không biết là cái cách em làm có đúng không, anh nghe thử nha. Thí dụ như giờ em tới một cái nơi nào đó, em muốn check in để em nhớ là em đã tới cái chỗ đó, giống như là em dùng Facebook giống như là một cái nhật ký của mình vậy. Thì thường là em để chỉ có mình thấy thôi. Đúng rồi. Mình thấy thì về đến nhà rồi mình mới mở lên. Mình mới đổi là cho bạn bè hoặc là cho public coi thì nó an toàn hơn. An toàn hơn, đúng rồi. Cái đó là một cái cũng cách cũng rất rất là hay. Quý vị khi mà đăng lên á thì Facebook khi mà mình đăng đó thì nó có nhiều cái selection, nó có cái drop menu đó. Mình bấm xuống thì nó nói là only me, là nó có để có cái ổ khóa là chỉ mình để mình hình thôi. Lên ngay cái chỗ đó thôi. Đúng. Rồi sau khi mà mình về rồi ăn xong xuôi rồi á thì mình mới cho ra. Thì mình đổi lại thì nó cũng Nó cũng stay trên cái wall. Đúng rồi, cái đó rất là hay.
tôi không nói tới, nhưng mà thật ra cái đó là một cái phương cách. Nhiều khi tôi có đăng nhiều cái mà tôi không muốn đăng. Nghĩa là quý vị thấy tôi trên Facebook thì tôi cũng đăng nhiều lắm, mà nhiều khi mình có những cái chuyện mà mình cũng không muốn, nghĩa là 2-3 phút đăng một lần thì người ta cũng ớn đi. Thì mình có, cũng có cái phương cách là mình có thể để cái là chỉ cho mình thôi xem, rồi chiều về nhà, nghĩa là mình khoảng cách 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ sau á, thì mình unlock cái đó đi thì nó hiện ra. Cái đó cũng là một cái cách hay để mà điều khiển cái chuyện đó. Cảm ơn Đăng Tâm cái lời thêm bình luận này rất là hay. Và cũng liên quan đến phần chụp hình thì khi đi nghỉ hè, Instagram hỗ trợ thêm video sau khi đã có 130 triệu người dùng để tải 16 tỷ hình chụp lên cho dịch vụ này và được mua lại bởi Facebook. Instagram trên iOS và Android cho phép thành viên quay và tải lên cả video với độ dài tối đa là 15 giây. Dùng video on Instagram khá đơn giản, vào màn hình chính của Instagram và sẽ có một cái nút camera để quay phim nằm ở hàng nút dưới. Bấm thì thâu, nhả ra.